Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay như anh em đang thấy, hôm nay tôi đang đeo một chiếc đồng hồ bên phía tay bên tay phải. Tại sao hôm nay tôi đeo một chiếc đồng hồ bên tay phải? Thì thực tế ra mà nói thì hôm nay tôi đang đeo hai chiếc đồng hồ, nhưng mà một chiếc đồng hồ nó rất là mỏng và tôi khoe khéo anh em thôi. Đây chính là một chiếc Piaget Ultra Thin với độ mỏng thuộc hàng nhất nhì trong những chiếc đồng hồ cơ khí, và nó có thể sẵn sàng ở dưới cái lớp áo sơ mi của các bạn một cách dễ dàng. Đó. Tại sao tôi lại bật mí và khoe với các bạn một chút như vậy? Bởi vì anh em có hỏi là anh Hiệp có thể giới thiệu bộ sưu tập của anh Hiệp được không? Thì hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn. Đấy là một trong số những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của mình. Đó. Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn, đó chính là chiếc Glashut Original. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ nước Đức với những cái thiết kế mà chúng ta có thể nói là rất là mạnh mẽ này, cứng cáp này, chắc chắn và không kém phần bảo thủ. Và chiếc đồng hồ này thì ngày hôm nay tôi giới thiệu tới các bạn, đó là một trong những chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ nó là một chiếc đồng hồ cổ điển, dễ đeo và nhìn nó sang trọng nhất trong tầm giá. Và tại sao tôi lại nói như vậy? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc Glashut Original Senator Automatic 395901-0504. Và tôi sẽ bỏ cái chiếc đồng hồ này ra và để đánh giá tới các bạn. Tôi đã đeo chiếc đồng hồ này khoảng một tuần. Thì đây là một chiếc đồng hồ theo trường phái cổ điển đến từ thương hiệu Glashut. Giới thiệu cho các bạn một chút, Glashut đó chính là một ngôi làng đồng hồ rất là nổi tiếng của Đức. Khi mà nhắc đến nước Đức ấy, thì đa phần chúng ta sẽ nghĩ đến những chiếc xe hơi, đúng không ạ? Mercedes này, Audi này, hay là BMW. Thì chắc hẳn là khi nhắc đến đồng hồ thì chúng ta sẽ nghĩ đến Thụy Sĩ, đúng không ạ? Nhưng có một cái nhận định cho rằng là nếu như ngày xưa nước Đức không thua trong chiến tranh thế giới thứ hai thì chưa chắc Thụy Sĩ hiện nay nó đang là top đầu trong chế tác đồng hồ của các bạn. Với cái làng Glashut này cũng như là một số cái thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng hiện nay như là Alangazon này, Glashut này, hay là những thương hiệu đồng hồ độc lập ví dụ rất là đỉnh hiện nay ấy, có Langenhagen này, hay là có thể là Tutima vân vân. Đó là những thương hiệu đồng hồ Đức rất là chất lượng. Tại sao hôm nay tôi lại giới thiệu tới các bạn chiếc đồng hồ này? Bởi vì trong khoảng những đánh giá trong khoảng 6.000 đô với một chiếc đồng hồ vỏ vàng, vỏ hoàng hậu, thì đây là một sự lựa chọn, tôi nghĩ nó là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Tại vì sao? Thứ nhất, đây là một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu lâu đời, Glashut. Glashut, nếu nói về thời gian hoạt động thì lâu bậc nhất nhì của nước Đức, hơn cả Langenhagen rồi, bởi vì Langenhagen là đã bị ngắt quãng một thời gian rất là dài và mới chỉ là được tái khởi động lại từ những năm khoảng 90 ở thế kỷ trước thôi các bạn ạ. Đó. Còn Glashut thì không, hoạt động trải dài, một thương hiệu quốc gia rất là đỉnh. Tôi đã từng có cái cơ hội đến cái làng Glashut này, nó đúng là một ngôi làng với những cái tòa nhà thâm thấp ấy, xong rồi ở bên trong là chế tạo đồng hồ, nó rất là bình yên. Nếu như các bạn muốn mua một chiếc đồng hồ ấy, mà để dành cho con cháu mai sau mà đúng nghĩa là gia bảo ấy, thì tôi khuyên các bạn là nên lựa chọn một chiếc đồng hồ Glashut với mức giá khoảng 5.000 đến 7.000. Tại vì sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất, đấy là thương hiệu Glashut thì tôi vừa nói phía bên trên rồi. Thứ hai, đây là một chiếc đồng hồ vỏ vàng các bạn nhá. Vàng đi, nó là được bảo chứng qua rất là nhiều năm rồi. Vỏ vàng không cần biết gì cả, cứ đem vỏ vàng ra đúng là vàng, cắt là bán thôi. Chưa kể nói đến cỗ máy đồng hồ hay là thương hiệu hay nghĩa là thẩm mỹ, cứ vàng là đắt giá rồi, đúng không ạ? Trong khoảng 6.000 đô thì vỏ vàng nó là một lợi thế, là vỏ vàng hồng. Đường kính của chiếc đồng hồ này là 40mm, tôi không nhầm đúng không ạ? 40mm, rất là to đấy. Tôi đảm bảo với các bạn một điều là 6 năm, 8 năm trước không bao giờ chúng ta mua được một chiếc đồng hồ đường kính 40mm vỏ vàng hồng với mức giá là 6.000 đô. Chưa kể là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng đến từ nước Đức. Tiếp đến, thứ ba, tôi nói là tại sao nó lại là một gia bảo. Nó là một gia bảo vì thiết kế này, nó là một thiết kế cực kỳ bảo thủ của những chiếc đồng hồ Đức. Nhìn chiếc đồng hồ này lúc đầu ấy, thì có thể nói là tôi, cái cảm nhận của tôi lúc đầu về chiếc đồng hồ Glashut này thì tôi cảm giác là nó hơi thô cứng, nó không mềm mại như những thiết kế của đồng hồ Thụy Sĩ. Đúng, mang đúng cái chất của người Đức, bảo thủ, chắc chắn, và có một cái gì đấy tôi cảm giác là nó khá là bền bỉ nữa. Bởi vì sao? Thì tôi đeo một tuần, nhưng mà
cái size số của nó, nó rất là thấp, chỉ khoảng 15 giây thôi, một tuần thôi nhé. Tức là nếu mà nó chạy ổn định hoàn toàn trong một tháng thì nó chỉ rơi từ 1 đến 2 phút. Đấy là một cái độ chính xác mà tôi đánh giá là khá cao. Thực tế là đeo là như vậy. Tiếp đến đó là gì? Cái thiết kế khô cứng này ấy, cái cảm nhận của tôi một ngày đầu, hai ngày đầu thì nó là như vậy. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư thì tôi thấy nó có những cái biến chuyển ở trong cái góc nhìn của mình. Thứ nhất đó là cái phần tay càng. Họ có làm vát, nhưng nhìn chiếc đồng hồ nó có một phần chút mềm mại. Nó làm vát này. Phần vành bezel được chia làm hai tầng. Đó, nên là nhìn chiếc đồng hồ trông nó đặc biệt hơn một chút so với những chiếc đồng hồ mà nó có vành bezel phẳng được đánh bóng. Đó là một điểm tôi đánh giá cao chiếc Glashütte Senator này. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, phần tay càng rất là chắc chắn, hơi ôm vát. Đó. Đây, tôi đeo chiếc đồng hồ Glashütte lên trên cổ tay tôi, dạng tròn, có chu vi là gần 17 cm. Thì các bạn có thể thấy không ạ? Nó rất là vừa vặn, nó fit rất là vừa cổ tay tôi. Và khi đi với một bộ suit hay là bạn mặc casual mà mặc với một chiếc áo sơ mi hay là một cái áo vest thôi, nó cũng rất là phù hợp. Đây như các bạn này, đúng không ạ? Khá là phù hợp với cổ tay của người châu Á chúng ta. 40 giày nó rơi vào khoảng 9.9 mm, đó, gần 1 cm. Cái cảm nhận của tôi thì chiếc đồng hồ này phải nói là đẹp nhất là bộ kim cọc số, sau đến mặt số trắng. Mặt số trắng khi zoom kỹ vào ấy, thì chúng ta thấy nó như kiểu là chấm cát ấy các bạn, nhìn nó rất là phê. Đó, cảm giác của tôi khi mà đeo chiếc đồng hồ này sau 7 ngày ấy, thì tôi cảm giác là nó không dễ chán. Có rất là nhiều những chiếc đồng hồ ví dụ như là rất nhìn rất phức tạp, rất là thú vị những ngày đầu, ngày 2, ngày 3 gì đấy. Nhưng đeo 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì nó nhanh chán, nhưng chiếc đồng hồ này thì không. Chiếc đồng hồ này càng đeo thì càng đẹp, cảm giác càng đẹp, đẹp. Vì nó đơn giản, simple service mà các bạn. Một ưu điểm, cũng là một ưu điểm của chiếc đồng hồ này, đó chính là nó không có lịch. Nó không có lịch có nghĩa là sao? Nhìn chiếc trong mặt số đồng hồ nó rất là cân đối. Tuy nhiên nó cũng là một nhược điểm. Nhưng với tôi thì tôi không có nhu cầu xem ngày ở trên chiếc đồng hồ mà tôi thường sử dụng trên điện thoại. Thì tôi thích cái mặt số cân đối này của Glashütte Senator. Đó. À, quên, chưa kể nữa các bạn. Này, còn có một cái cảm giác nữa nhé. Khi các bạn đeo cổ tay này, các bạn nghe thấy cái tiếng áp vào tay này, áp cái đồng hồ vào tay, cái tiếng hoạt động nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Và khi các bạn lắc cổ tay này, cái rotor nó không bị kêu lớn giống như những chiếc chronograph này. Cảm giác này rất là nhẹ nhàng, nó không bị kêu cạch 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 cạch. Mà cái quan điểm của người Việt Nam chúng ta, rất là nhiều bác đeo đồng hồ ấy, là cứ cái đồng hồ nào mà nó cứ cạch 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 cái do cái rotor thì nó là đồng hồ đều. Một quan điểm lại hoàn toàn sai lầm. Và tôi sẽ lại giải thích tại sao không phải là cứ rotor kêu to nó lại là đồng hồ không chất lượng các bạn nhé. Rất nhiều chiếc đồng hồ có rotor kêu rất là lớn nhưng nó lại là đồng hồ an toàn, rất chất lượng. Nhưng chúng ta để cái chủ đề này sang một video khác. Thứ năm ấn tượng cuối cùng về chiếc đồng hồ Glashütte này, đó chính là bộ máy của Glashütte. Thì nó nhìn độ hoàn thiện khá là ok. Đây thì là một cái cỗ máy phổ biến của Glashütte, không phải là một cỗ máy được trang trí đẹp, đẹp mắt, mà nó chỉ là một cái cỗ máy gọi là bình thường, phổ thông thôi. Nó có 25 chân kính, khoảng 40 giờ con. Thế nên là cái độ hoàn thiện cho cái cỗ máy này nó chỉ mức tương đối, nhưng tôi đánh giá cao hơn rất nhiều thương hiệu đồ vị khác trong cùng tầm giá. Ví dụ như Rotor, chúng ta sẽ thấy được hai cái chữ G được làm bằng vàng theo dạng skeleton, hở xương. Đó, thiết kế 3/4, đặc trưng của những chiếc đồng hồ Đức. Bộ ba lăng với gạt căn chỉnh. Đó, ở ẩn phía bên trong thì nó là tên caliber 39. Đó, với một số chi tiết được khắc này, xong rồi phủ vàng này, Glashütte này, tên thương hiệu vân vân. Với những cái độ hoàn thiện tôi đánh giá rất là cao, đó chính là vân sọc Côte de Genève. Đó, vân vân. Đấy, với những chân kính đỏ ong rất là bắt mắt. Nhìn cỗ máy này thì nếu mà đánh giá của tôi với những cỗ máy phổ thông, nếu như lấy một cỗ máy Rolex ra làm tiêu chuẩn, ví dụ như là 3135 thì 3135 tôi cứ cho là 10 điểm thì cỗ máy này nó phải rơi vào 11 điểm các bạn ạ. Đó, nó đẹp hơn máy Rolex. Thế nên là Glashütte đặt kính sapphire ra phía đằng sau để cho chúng ta chiêm ngưỡng được cái cỗ máy này. Giá hãng niêm yết gần 16.000 đô.
nó rất là cao và giá hiện tại bây giờ 6.000 đô. Đương nhiên ý, chiếc đồng này nếu mà các bạn mua đi bán lại để xác định là trao đổi giao dịch thì nó không nhanh như những chiếc Rolex đâu, nhưng như những điểm tôi vừa phân tích ý, nó chắc chắn là một giá bảo nếu như các bạn đeo từ thế hệ của các bạn cho con của các bạn bảo dưỡng tốt, cháu của các bạn, thì tôi khẳng định với các bạn đây là một trong những giá bảo của nhà bạn. Nếu như các bạn cảm thấy chiếc đồng hồ này đẹp hấp dẫn là một giá bảo, đừng ngần ngại một like, một subscribe cho giá bảo Luxury và chúng ta hãy cùng tìm hiểu những chiếc đồng hồ hấp dẫn mới lạ trong những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.